Trong lúc nhu cầu nhà ở giá trung bình, nhà ở xã hội còn rất lớn, thì Hà Nội lại còn nhiều dự án trung cư tái định cư xây dựng rồi bị bỏ không để cỏ dại rêu mốc xâm lấn. Rất nhiều tòa nhà mọc lên sừng sững trên các khu đất vàng cả chục năm qua rồi lâm vào cảnh đáp chiếu. Điển hình như dự án trên phố Duy Tân của quận Cầu Giấy hay dự án khu đô thị Sài Đồng, dự án trên đường Lý Sơn của quận Long Biên. Hoặc như dự án có view triệu đô nhìn thẳng ra hồ Đền Lử. Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong số 9 dự án hiện nay, dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại ô đất NO15, NO16 phường Thượng Thanh, quận Long Biên và dự án xây dựng nhà B, C khu tái định cư phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, phục vụ giải phóng mặt bằng công viên tuổi trẻ thủ đô đã hoàn thành nghiệm thu, chưa đưa vào sử dụng nhưng đã bố trí tái định cư. Còn lại, 7 dự án đang thi công xây dựng như dự án khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4 khu tái định cư tập trung Phú Diễn, quận Bắc Tử Liêm. Dự án xây dựng nhà ở giải phóng mặt bằng tại nhà N01 lô đất C17 tại khu đô thị mới cầu giấy, dự án xây dựng nhà ở giải phóng mặt bằng ô đất ký hiệu B10 dk 3 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư phường Xuân La, quận Tây Hồ, nhà B Toàn bộ quỹ nhà tại các dự án này đã được thành phố bố trí tái định cư phục vụ cho các dự án cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án trọng điểm, lãnh đạo sở xây dựng cho hay. Nói về lý do các dự án tái định cư chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, đại diện sở xây dựng Hà Nội cho biết do nhiều khó khăn vướng mắc. Có thể kể đến như việc các căn hộ đã được bố trí cho các dự án có giải phóng mặt bằng để công khai lập phương án và phê duyệt phương án. Tuy nhiên, do tiến độ các dự án có giải phóng mặt bằng bị chậm hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện điều tra khảo sát các chủ đầu tư có dự án giải phóng mặt bằng chưa trình thành phố ban hành quyết định bán nhà ngoài ra các dự án được thiết kế thi công theo các quy chuẩn tiêu chuẩn trước đây nay do thay đổi quy định về phòng cháy chữa cháy nên chưa đủ điều kiện để nghiệm thu trong khi nhiều người dân đang thiếu chỗ ở thì nhiều dự án tái định cư án ngữ trên đất vàng hà nội được đầu tư với quy mô hàng nghìn tỷ đồng xây xong rồi đóng cửa bỏ trống cả thập kỷ xuống cấp hư hỏng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có gần 9.000 căn hộ tái định cư bỏ trống, trong đó riêng khu tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức có hơn 5.300 căn không có người ở, dự án Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với hơn 2.000 căn bỏ hoang. Tại Hà Nội có 174 khu nhà tái định cư đang được sử dụng với tổng số hơn 14.200 căn hộ, số căn tái định cư bỏ hoang khoảng 4.000. Vấn đề nhà tái định cư bỏ trống không có người ở là thực trạng diễn ra trong nhiều năm qua trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân hiện nay rất lớn. Ghi nhận tại Hà Nội, hàng nghìn căn hộ tái định cư dù đã xây xong nhiều năm nhưng bị bỏ không trong cảnh hoang tàn. Có dự án nhà tái định cư đi vào hoạt động nhưng người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì chất lượng công trình kém. Dự án nhà ở tái định cư N01 D17 nằm tại số 1 Duy Tân, quận Cầu Giấy, có mức đầu tư 223 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào 2013. Đến nay, sau hơn 10 năm, công trình này vẫn trong cảnh đắp chiếu. Dự án này là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ việc mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và phục vụ di dân khu đô thị mới Cầu Giấy. Những dãy nhà 15 tầng nằm sừng sững giữa đất vàng quận Cầu Giấy hiện trong cảnh hoang phế. Xung quanh cỏ cây mọc um tùm, phía bên ngoài khu nhà được quây tôn che chắn kín mít. Phần vỉa hè biến làm bãi trông xe và điểm tập kết rác khu trung cư tái định cư A14 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, gồm 2 tòa A1 và A2 cao 21 tầng. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng khu ô chợ dừa nhằm phục vụ mục đích mở rộng đường trong nội thành Hà Nội. Dù đã chuyển về sinh sống tại khu trung cư gần 10 năm qua nhưng người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ông N, 5D, cư dân, tại tòa nhà A14 cho biết đến nay hệ thống thang máy vẫn là nỗi ám ảnh của cư dân hai tòa nhà có 8 thang máy thì hai thang máy không hoạt động nhiều năm, 6 thang máy còn lại hoạt động kém, không ít lần thang máy rơi tự do. Các tầng 19, 20 và 21 thang không dừng theo lệnh, khiến cư dân ba tầng này phải đi đến tầng khác để sử dụng. Dù đã kiến nghị lên ban quản lý nhiều lần những tình trạng chưa được khắc phục triệt để, ông Đê nói. Nằm ở vị trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng ba tòa nhà tái định cư N3, N4, N5 tại khu đô thị Sài Đồng quận Long Biên, hàng chục năm qua chỉ nằm phơi sương phơi nắng. Ba tòa nhà được bàn giao từ năm 2007 nhưng đến nay không có người sinh sống. Chỉ một số căn ở tầng 1 sử dụng làm văn phòng của Ban Quản lý Dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội. Phía ngoài, cỏ dại mọc um tùm, vật liệu xây dựng ngổn ngang, chất kín các khu vực sảnh tầng 1. Thời điểm xây dựng, tổng số vốn đầu tư của công trình này là hơn 1.290 tỷ đồng. Khu tái định cư trên đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, rộng khoảng 30 ha nằm, xung quanh có các nút giao thông kết nối tiện lợi để đi về các hướng như quận Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh. Khu nhà gồm 5 block nối nhau liên tục N015, mỗi tòa 8 đến 9 tầng, tổng hơn 80 căn hộ, thang máy đều đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên đến nay, dù đã hoàn tất hạ tầng nhiều năm, năm tòa nhà này vẫn trong cảnh bỏ trống, gây lãng phí. Lối vào hầm gửi xe tại các tòa nhà đã được bít kín bằng tôn xung quanh cỏ dại mọc um tùm do lâu ngày không được cắt tỉa. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết, dự án tái định cư trên đường Lý Sơn đã được bàn giao cho thành phố để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố. Nằm sâu trong ngõ 156 đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, một trung cư tái định cư cao 15 tầng đã nhiều năm không có người ở, khung cảnh hoang tàn. Phía ngoài quây tôn kín mít, phần đất dành cho các công trình cây xanh công cộng, sân chơi. Chưa được thi công, cây cối bụi dại um tùm. Một dự án khác cũng đang đắp chiếu là dự án nhà tái định cư tại ngõ 22 đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Hai khối nhà tái định cư 15 tầng với hàng trăm căn hộ được xây dựng từ nhiều năm nay nhưng vẫn không có người ở. Khu nhà này có vị trí giao thông thuận lợi, ngay cạnh đường Vành Đai Ba và cầu Thanh Trì. Ông Minh, người dân phường Trần Phú, cho biết do tòa nhà bỏ không nhiều năm nên phần sân bên ngoài được người dân quanh đó tận dụng để phơi thóc. Ba tòa chung cư cao hơn 10 tầng thuộc dự án tái định cư đền Lừ 3 nằm ngay mặt đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, phía trước mặt là khuôn viên hồ đền Lừ được cải tạo xanh mát. Tuy nhiên, những khu nhà cao tầng này đến nay cũng chưa được đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực giữa bối cảnh nguồn cung nhà ở đang vô cùng khan hiếm. Đối với dự án tái định cư đền Lừ 3 khi chuẩn bị hoàn thiện thì được trưng dụng làm điểm thu dung trong thời kỳ Covid-19. Hiện thành phố đang chỉ đạo làm hồ sơ để ra soát sửa chữa, hoàn thiện dự án. Sau đó sẽ bàn giao lại cho thành phố để thành phố bố trí tái định cư, vị này nói. Còn ở dự án nhà tái định cư ngõ 156 đường Tam Trinh, hiện chưa hoàn thiện xong. Dự án cũng có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thời gian qua mới được tháo gỡ. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai cho hay, sau khi xin điều chỉnh thời gian dự án xong sẽ tiếp tục thực hiện thi công hoàn thiện và bàn giao cho thành phố. Ông Hoàng Hải, cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho hay, trước khi có luật nhà ở 2014, việc bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất chủ yếu thực hiện thông qua hình thức bồi thường bằng đất ở hoặc nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Lý giải tình trạng này, lãnh đạo cục quản lý nhà và thị trường bất động sản chỉ ra nhiều nguyên nhân từ phía người dân, cơ quan quản lý và chính sách. Theo ông Hoàng Hải, có thể do người dân không có nhu cầu tái định cư hoặc một bộ phận người dân là những người lao động có thu nhập thấp, sau giải tỏa phải thay đổi nơi ở. Hoàn cảnh sống không thuận tiện trong việc buôn bán, dẫn đến không có đủ thu nhập để thanh toán tiền mua nhà ở hoặc đất ở tái định cư, chậm thanh toán tiền trả góp, tiền thuê nhà, đất ở tái định cư. Điều này cho thấy, công tác tái định cư chủ yếu lo cho người dân có chỗ ở, còn thiếu các chính sách an sinh xã hội tiếp theo như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm và phục hồi thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di rời, tái định cư bên cạnh đó ông hải cũng chỉ ra thực trạng nhà ở tái định cư xuống cấp không đảm bảo chất lượng thiếu tiện ích cơ bản chất lượng xây dựng như sử dụng vật liệu kém thiết kế không hợp lý và thi công không đạt chuẩn nhiều dự án sau khi vận hành chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng lại thiếu nguồn kinh phí để bảo trì vấn đề này ảnh hưởng đến an toàn của cư dân làm giảm giá trị của các căn hộ ông hải nói một nguyên nhân nữa là công tác dự báo nhu cầu về nhà ở tái định cư và công tác lập kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư còn nhiều hạn chế, chưa gắn kết với kế hoạch vốn và kế hoạch đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị. Quy hoạch nhà tái định cư chưa bám sát nhu cầu người dân, vị trí dự án không thuận lợi trong giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đảm bảo. Từ khi có luật nhà ở 2014, việc bố trí nhà ở tái định cư được bổ sung hình thức mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội theo dự án tại các đô thị đặc biệt loại y và loại hai, vì vậy hạn chế việc nhà nước phải đầu tư xây dựng dự án nhà ở tái định cư. Ông Hải thừa nhận, tổng kết thi hành luật nhà ở năm 2014 cho thấy, thực tế vẫn còn một số trường hợp dự án nhà ở tái định cư hình thành trước khi có luật nhà ở 2014 chưa được bố trí sử dụng, hoặc chưa được lấp đầy mà thiếu phương án xử lý, gây bức xúc cho người dân và xã hội, đồng thời gây lãng phí tài sản của nhà nước và nguồn lực đất đai. Quy định của Luật Nhà ở 2014 về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý, bố trí nhà tái định cư chưa cụ thể, rõ ràng nên việc quản lý, sử dụng nhà ở tái định cư thời gian qua không được quan tâm. Ngoài ra còn do chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo các quy định hiện hành đã thay đổi, nên phần lớn đối tượng đủ điều kiện bồi thường sẽ nhận tiền tự tạo lập chỗ ở mới như mua nhà ở thương mại tại các dự án, mua nhà ở riêng lẻ. Phù hợp với nhu cầu, không nhận nhà ở tái định cư tại nguồn nhà do nhà nước chuẩn bị.